Sau một thời gian suy nghĩ thì mình quyết định là không có ướp trận rắc ở đâu, cho qua đi. Mình trận này cũng được nhưng mà mình không có hứng thú gì. Trận này ok nè, mình làm trận này trước. Trận này nó dở hơn trận kia, nói chung trận này nó bình thường á. Ganh này mà nó dễ rồi, nhiều ông này chắc chắn là nhờ nó dễ, dễ mà có gì đâu. Tôi máy lắc nên là nó đánh nó sẽ hơi khó khăn đấy, khác mấy người mới mượt. Rồi được rồi, vô. Bánh ganh xài hết mấy cái ba cái hẻ game nó cho. Được 2 video. Để xem thêm trận nữa được 3 video không. Dễ quá. Ganh này mà. À, khúc lên được 3, tôi tính lên cái giáp hình thần, tôi tính hình cho kỹ. Cái tính lên cái này quét thằng lên cái này chặt nó dễ quá. Cảm ơn mọi người xem video nha.